Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sáng hôm nay mình đang ráp và quay cho các bạn xem một cái mẫu xe Taiga nha các bạn. Mẫu này thì là Honda E-Plus nha. Honda E-Plus. Và mẫu này là mẫu mới nhất hiện tại của năm 2024. Honda vừa ra mắt cái mẫu mới các bạn. Phiên bản này là phiên bản màu đen bóng nha. Và E-Plus này là 125 nha các bạn. Thì đối với đời này thì có hai phiên bản động cơ nha các bạn, đó là động cơ 125 và động cơ 160, hay còn gọi là E-Plus 125 và AB 1260 nha các bạn. Thì cái mẫu này thì nó có tới 3-4 màu được. Thì hiện tại là em đang ráp là ráp cái màu đen bóng nha. Thì nó có được 4 màu nữa thì em sẽ quay chi tiết cho các bạn xem 4 màu còn lại. Tại vì mẫu này thì hiện tại là Honda cũng giao hàng nhưng mà số lượng chưa có nhiều các bạn. Cũng chỉ một vài xe thôi. Thì cái điểm đặc biệt của màu này là nguyên một chiếc màu đen hết nha. Đây, mình vừa đổ xăng thêm nè. Màu đen các bạn, rất là đẹp luôn. Đen, đen bóng. Đây, và sẽ có màu bạc ở vị trí hai ốp này nha các bạn. Trên giấy tờ là đen bạc. Năm sản xuất là 2024 nha. Thì nhìn tổng thể bên ngoài của cái xe thì nó không khác biệt nhiều so với cái đời 2023 ha các bạn. Tuy nhiên là cái màu xe nó sẽ khác. Năm rồi thì cái phiên bản đặc biệt là màu đen nhám. Có cái tem màu vàng đó bạn, mà cái chữ nó cũng là màu vàng. Thì năm nay cái Honda Việt Nam á sẽ nâng cấp cái màu đen lên, không còn đen đen nhám nữa mà là xanh nhám, giống như con AB 160 vậy đó. Thì cái mẫu đó mình sẽ quay sao cho các bạn coi nha. Tuy nhiên thì cái mẫu đen bóng năm nay nhìn rất là đẹp nha bạn. Đây là mình nghĩ là một trong những màu mà bán chạy nhất thời điểm sắp tới nè, tại vì cái màu này nhìn rất là đẹp luôn. Đen nhưng mà cũng không có đen như đen tuyền các bạn, mà nó sẽ có ánh xanh lên, cho nên nhìn chiếc xe nó cũng không có tối các bạn. Đây là giải led nè, thì cũng giống như năm rồi bạn, mình cũng không thấy có sự khác biệt của cái đèn nha, cũng giống như năm 2023, bây giờ nó chỉ khác cái màu thôi, nhưng mà nhìn tổng thể của xe rất là đẹp. Thì hiện tại là mình đang ráp bên cửa hàng tổng hợp các bạn, cho nên các bạn cũng thông cảm nha, mấy anh kỹ thuật mình không có mặc áo Honda mà mặc áo tổng hợp. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của năm 2024 mình là 2,14 lít cho 100 km nha. Đây bạn, dung tích xi lanh là 124,8 nè, thì AB này là 125 nè. Rồi cái năm sản xuất thì mình nó dán bên kia các bạn, mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đây các bạn, thì nó cũng giống như các đồng AB khác thôi, nó cũng ván ở vị trí này nè các bạn. Đây là cái tem mà Honda dán này, đây là cái năm sản xuất ha. Thì xe mình trong cốp nè, cốp này thì ở trong này vẫn có cổng USB nè các bạn, rồi có cái đèn nè, khi bên mình câu bình vào thì mình mở cốp lên nó sẽ sáng đèn lên nha. Rồi đây là cái cổng USB nè, rồi cốp xe nè, cũng mình thấy cũng giống như năm 2023 các bạn, không có khác nha. Rồi động cơ, về động cơ thì khi mình đọc thông số trên Honda cung cấp các bạn thì cũng là SP cộng nha, 125 E1 thôi. Đối với dòng AB thì trước sau đều là đèn led hết rồi nha các bạn, trước sau đều là đèn led hết rồi nha, và phụt cũng là phụt hai phụt nha các bạn. Mâm thì mình thấy cũng giống như năm 2023, đó là cái bánh mâm thì cũng được sơn sơn nhám các bạn, sơn nhám màu đen. Rồi lốp cũng là 90-90-14 nè, lốp trước nè 90-90-14 nha. Rồi lốp lốp sau chứ bạn, còn lốp trước là 80-90-14 nha. Đấy thì hệ thống đây là hệ thống mặt đồng hồ nè, cũng không có sự khác biệt nha các bạn, cũng không có sự khác biệt nhau, giống nhau nha, cũng là LCD ở giữa nè, có hai nút điều chỉnh hai bên nè. Rồi cầm bên tay phải á thì mình có công nghệ tắt máy tạm thời nè, để bằng cái tắt xuống nè có chữ A nổi lên đó các bạn. Rồi đề nè, bên này thì mình có pha xa pha gần, nó không có nút vaccine nha các bạn, dòng AB nó không có nút vaccine nha. Rồi kèn nè, xi nhan nè, vân vân. Thì xi nhan thì vẫn được Honda trang bị hai bên các bạn, đây bên trái bên phải nha. Rồi pha xa pha gần nè, rồi hình chìa khóa nè, rồi các bạn ở đây thì các bạn có thấy nè, dầu nè, rồi bơm xăng nè, rồi tắt máy tạm thời vân vân. Thì remote của Honda thì mình sẽ được hai chìa nha các bạn, hai remote như vậy. Đấy thì tổng thể của xe á thì cơ bản như vậy các bạn, mình thấy chỉ có khác màu thôi các bạn, còn về ra về công nghệ và kiểu dáng và các cái trang bị cho xe á thì nó giống hoàn toàn so với năm 2023. Thì cái mẫu này hiện tại đang mình đang
bên mình đang bán là 44.500.000 các bạn, đã bao gồm VAT và bên mình sẽ giao bộ sơ gốc. Thì hiện tại là bên mình có được 4 màu của cái dòng phiên bản 125 này rồi nha. Thì bạn nào thích cái mẫu AB125 thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0946 799 952 nha. Hoặc là có bạn kết bạn Zalo thì mình sẽ tư vấn cho các bạn cái dòng xe này. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip mình quay chia sẻ cũng như là ráp xe tiếp theo nha.